Nếu mà bạn thấy những cái mã QR code nó chỉ có màu đen trắng quá nhàm chán á, thì bạn thử đổi màu nó, hoặc là thay đổi hình dáng của nó, hoặc là xịn hơn, bạn thổi hồn vào cho nó ha. Thì trong video lần này mình sẽ chỉ các bạn cách để mà thổi hồn vào trong đó, nghĩa là bạn lồng ghép cái hình ảnh vào trong cái QR code. Rồi, ok, vào nội dung chính đi. Nhưng mà intro cái đã. Thì sẽ có hai bước. Đầu tiên là bạn phải tạo một cái QR code cái đã. À, rồi, bước thứ hai đó là lồng ghép cái QR code đó, lồng ghép cái hình ảnh vào QR code. Rồi, ok, vào bước đầu tiên ha. Thì đầu tiên là bạn phải tạo được một cái QR code ha. Thì bạn lên Google, bạn search là QR code generator. Nó sẽ ra cái link những cái website để mà bạn tạo QR code ha. Còn trong bài này, mình sẽ chỉ các bạn một cái website, đó là quickqr.art. À, rồi, bạn vô đây. Mình sẽ tạo cái QR code cho mình ha. Rồi, ví dụ như là chân nước chấm nét này nha. Đó, đây là QR code mà chỉ có đen trắng thôi. Ví dụ bạn muốn đổi màu cho nó gì? Đây, đổi màu cho nó ví dụ như là màu xanh lá nha. À, cái nó sẽ đổi màu nè. Đó, muốn có radiant nè. Đó, thấy không? Rồi, ví dụ nè, thay đổi hình dạng đó nè. Ví dụ mình chọn những cái này chẳng hạn. Đó, thấy không? Nó sống động hơn rất nhiều ha. Đó. Thì trong bài này á, để mà bạn có thể lồng ghép cái QR code với lại cái hình á, thì tốt nhất là bạn để mặc định là màu đen trắng này ha. Đó, mình để lại như cũ đi. Refresh lại đi. Rồi. Chân đất nè, chân đất chấm nét nè. Rồi, nguyên bản đen trắng này ha. Để mà nó ra kết quả tốt nhất các bạn, nghĩa là các bạn lồng ghép cái hình vô QR code, nhưng mà quan trọng là vẫn phải quét được cái mã QR code đó ha. Còn bạn mà làm nó phức tạp quá, QR code mà nó phức tạp quá thì bạn sẽ rất là khó quét. Rồi, bạn tạo xong cái gì? Bạn save lại. Và bạn nhớ download cái file PNG về máy ha. Nè, download về. Đó, download về xong rồi nha. Đó là xong bước số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua bước thứ 2. Tức là bước thứ 2 là lồng ghép cái hình vào cái QR code. Rồi, ok. Thì trước đây á, mọi người hay dùng cái tool AI là Stable Diffusion á, để mà lồng hình vào cái QR code. Nhưng mà cái Stable Diffusion á, nó hơi khó sử dụng ha. Và setup này nọ cũng hơi rắc rối xíu. Thì video lần này mình sẽ chỉ các bạn một cái tool đơn giản hơn, dễ dùng hơn và không cần phải setup gì hết ha. Cái tool đó cũng là do cái team mà làm cái web này nè, Quick QR Art nè ha. Đó, thì bạn đầu tiên là bạn phải có một cái account Discord ha, để mà bạn tham gia vô cái Discord server của Quick QR Art đây. Cái link tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu cái bước 2 này ha. Rồi, thì bạn vào cái server mà Quick QR Art. Rồi, bạn vào cái room mà Pixel ML Suite Bot này nè. Rồi, bạn vô đây bạn gõ cái lệnh là QR Art. Đây, rồi. Thời điểm này thì cái lệnh này ha, thì có thể trong tương lai á là bạn có thể dùng cái những cái lệnh khác, họ sẽ cập nhật sau. Rồi, còn thời điểm này thì lệnh này vẫn dùng được ha. Cái lệnh này cú pháp nó là một bên là prompt, tức là cái mô tả về cái bức tranh bạn muốn lồng ghép, nó sẽ vẽ cho bạn. Và cái phần thứ hai là tức là cái mã QR mà bạn nãy tải về ở bước 1 á. Đây ha, cái mã QR nè, bạn cầm bạn kéo thẳng ở đây. Rồi, ở đây bạn sẽ gõ prompt. À, mình sẽ gõ prompt là một cô gái xinh đẹp mặc áo dài truyền thống Việt Nam đi ha. Beautiful girl in traditional Vietnamese áo dài. Rồi, enter đi ha. Đó, ở đây bạn nhớ là bấm accept cái nội quy của nó nha. Lần đầu dùng thì sẽ cần bấm cái này, những lần sau thì sẽ không cần dùng nữa ha. Đó, rồi nó đợi thôi. Gõ lại đi ha. Rồi, để mình gõ lại nha. QR. Gõ cái này. Những cái tham số này á, ý nghĩa nó là gì thì mình để bên web này ha, bạn có thể tham khảo đó. Rồi, đưa cái mã QR code vô. Ok, enter. Rồi, đợi nó đang xử lý ha. Đó, thì thường thường mất tầm khoảng bao nhiêu ta,
10 đến 15 giây á là nó sẽ ra kết quả cho các bạn. Có thể ban ngày á, ban ngày các bạn làm á là cái này nhiều người, rất là nhiều người tham gia ha, và nó sẽ trôi cái tin nhắn của bạn đi. Xong rồi nè các bạn. Đây. Ha. À. Quá đẹp luôn nè. Đó, thấy không? Rồi, các bạn thử lấy cái điện thoại của bạn scan cái này, cái dùng cái tính năng mà QR code scan á, đó, bạn quét coi nó ra kết quả không ha. Bạn làm sao mà bạn phải cân bằng giữa cái nghệ thuật với lại scan nó ra được kết quả thì cái đó là một cái tác phẩm. Ok, rồi ha. Đó, rồi. Đó là xong cái phần hướng dẫn để mà thổi hồn vào QR code. Đó. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel nha. Để mà khi mà mình ra những video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck. À, mình chỉ các bạn thêm một cái mẹo nữa ha. Ví dụ như là bạn tạo xong á mà bạn cái hình của bạn nó trôi đi đâu hết á, thì mình chỉ cho bạn cái cách để mà tìm cái hình của bạn nè. Bạn vô cái chỗ search nè, ha, chỗ tìm kiếm nè. Rồi, cái chỗ mà đề cập á. Đây, nếu mà bạn dùng tiếng Anh là hình như chỗ này là chữ mention. Rồi sau đó bạn gõ cái account của bạn, ví dụ của mình là Chân Đất đây, Chân Đất MJ01 đây. Ha. À, đó, nó sẽ ra những cái hình mà bạn đã tạo bằng cái Quick QR Art này. À, rồi, ok. Vậy là xong rồi á. Rồi, nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ Chân Đất Channel nha các bạn. Ha. À, cái công việc đó thì mất 5-10 giây thôi, nhưng mà nó sẽ là động lực cho mình để mà thực hiện những video khác phục vụ cho các bạn. Rồi, ok. Bye bye and good luck again.